chả bò đập đá xôi ra mình cũng tiền là bò Huế. Giờ em Yên Vui xin chào tất cả mọi người. Chiều nay em đưa bà con tiếp tục ngang qua các cái tuyến đường thành thị, cũng như chiều hôm nay có một cái hành trình về quê. Em sẽ đưa bà con về một làng quê nơi có món ăn cũng như quang cảnh đẹp. Và làng quê đó ở đâu thì chốc lát nữa bà con sẽ cùng em tìm về và khám phá nha. Còn bây giờ em cập nhật chút thông tin chiều nay ở Huế ngày 5 tháng 1, tiết trời vẫn đang nắng đẹp. Theo như những video trước em cập nhật thì tiết trời cũng có mưa rải rác vài nơi đó. Nhưng mà trưa vào giờ khoảng 90 giờ trưa thì cũng nắng trở lại. Ở Huế ngày hôm nay gọi là nắng tục tươi luôn. Nắng đẹp ghê nha. Nhiệt thì giảm nhưng mà trời vẫn nắng. Sáng thì có mưa giống như mưa đầm máy á, mưa rải rác. Trưa tầm nắng đến chiều luôn đấy. Trên đây là gió, còn đây cái gió đông bắc. Đây là khu vực chợ Vĩ Dạ, những hình ảnh thân quen. Và trên đoạn đường ngày hôm nay đi thì sẽ qua khu vực phường Vĩ Dạ, rồi về sẽ qua Phú Thường. Về quê mà về hướng nào cũng có những cái làng quê, những cái địa danh. Ở đây là đường Tùng Thiền Vương, sau khi rẽ vào từ đường Nguyễn Sinh Cung. Tiết trời những ngày đầu năm ở Huế rất là đẹp, nặng nôi bà con rất chi là tiền đi lại làm ăn trên phố. Đây là nút giao thông đèn xanh đèn đỏ, đường Tùng Thiền Vương và đường Phạm Văn Đồng và quốc lộ 49A. Em đang hướng về Phú Thường. Rồi, tầm lớp 10, bắt đầu rẽ phải. Đi tới ngã tư Phú Mỹ là sẽ đưa chúng ta về. Đây chính là làng An Mông, sau khi đi vào cái đường tỉnh, chạy về cái đường tỉnh lộ, đường mới, chạy từ ngã tư Phú Mỹ về mọi người. Làng Mông An sẽ đi vào khu vực ngã ba làng, là làng Triều Thủy, làng An Truyền. Và đây chúng ta đang đi từ làng Mông An đi ra. Đó, bà con bây giờ đường xã nhà cửa rất chi là khang trang luôn. Nhà ở nhiều đông dân cư rồi mà khang trang nữa. Đời sống càng ngày càng đi lên. Đó, vào đây thì vang vẳng những cái câu hò câu hát ngày nghỉ lễ. Đó, nhà cửa khang trang lắm luôn, khu vực làng Mông An. Vào đây là đường cũ, vì em đi tuyến đường mới cho nên là đường cũ, nếu đi về An Truyền thì sẽ đi theo con đường đi đây. Năm xưa chưa có đường mới. Đến đây là có cái ngã ba. Thì khu vực đây là Mông An, đi tới phải sẽ về An Truyền. Còn đi thẳng thì là làng Triều Thủy. Nơi chúng ta về thăm hôm nay là làng Triều Thủy. Và cuối chương trình chắc là sẽ đi qua An Truyền thăm
khu vực chờ chuông cũng như khu vực đầm phá ngày nay như răng. Đó, đây đường xã Tài Làng Triều Thủy. Đó, ốc Triều Thủy, em ngồi xe đó này. Đó, nặng nỗi đông khách về từng lượt từng lượt. Ô cha là đông, chắc phải vô đúng đẹp mà kêu chứ. Cha rau rặng, đây là sò hâu. Rồi thử thôi, ốc Triều Thủy đây thôi chàng. Rồi mời mời mời, xin mời xin mời. Đi này. Không, làm ngon thiệt. Một sọc ngon thiệt. Anh đi mua hai ổ lắm á. Xả ra đi. Cái nước sọc đây ngon thiệt. Hèn chi đóng vậy. Đang nước sọc ngon đó. Không dám đâu. Ông đi học hướng này hả? Ai ưa? Ai ưa chậm đi, chậm cho được sột có một ngón đó đó. Mới sụt ngón nó chậm được nghĩa nè. Có hướng nè. Cảm ơn thử mới có một. Có tóc mơ nữa nè. Mời đang đông một người. Ở đâu? Hả? Mời đang đông một người. Ốc đính hụt kèm đá. Dạ. Chặt hai đâu rồi? Đính. Chặt cái đuôi cho mình rồi. Đó, dìa ốc đặc biệt đây, dìa ốc mỗi lần làm được sụp luôn rồi em. Bỏ tập mờ đó vô hay luôn. Ăn là nở luôn đó. Là như đóng vậy. Chưa là hiểu vì răng mà đóng nó. Đấy. Ngon đi chứ mong nước sốt nó đông ngon này. Mì rồi phải ăn này. Thật to. Đúng rồi. Bữa nay hay ra Đông Bắc về luộc chậm được mầm gừng này. Đấy này nó. Sao lên bắt đầu nước sốt là chán vô à, sao lại chậm thêm mình được mầm gừng nữa. Ngon. Ngon. Hỏi vì đang ốc Triều Thủy đông. Đấy. Ngon thiệt. Như là biết vì đang đông như đâu. Ngon. Nhắm bức hữu truyền. Thank you.
Rừng đồng gió nổi đó bên cánh đồng đồng phà Tam Giang. Cơ sở duy nhất ha, chờ tiêu thị của anh họ số điện thoại luôn. Cả kinh cả dìa tôm mực tôm thịt đó là mực xèo. Đây chạy thẳng về đây là cầu, phải cầu Dương Tương luôn. Đây đi vòng qua đây là vô đầm Phá, sẽ đi xuyên qua chuồng làng chuồng. À đây là đường nối nhịp hai làng đấy, có hai làng. Đó, nếu như đây đó đừng lùi lại đây khúc này, đây đình làng này, đình gọi là đình làng chuồng, làng này gọi là làng tên là làng chuồng, đâm là đâm phá đó, chứ đâm chuồng chờ chuồng đây, chờ chuồng đi đây mặt sau người ta bảo bản xeo bản đồ nhiều lắm đó. Nhà cửa đây mặt trước này. Đó, đây là chợ chuồng, ho thò bánh xèo cả cân, đó, chiều như sáng bữa nay, họ bán xuyên ngày luôn đó. Đó, bánh xèo là buổi sáng hay buổi chiều như vô đây ăn, đó, bánh xèo, đặc sản, đó là chợ chuồng, đó, nhà lửa phập trong đó, đó, chợ chuồng đó, buổi sáng nhưng buổi chiều họ bán ăn thôi. Rồi con lưới đâm thì đi sẵn dọc về. Quê thì con có hồ ở đâu ra phá hồ đi câu. Đây là cũng vô hao rung nhà ở đó sập mới dọc theo phá đâm chuông. Đây nhìn cái bến đo này, đây họ ở đây họ toàn lâm cá núi cá nhà đang đẹp con. Đây, tâm trường là dịch điểm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Rồi, đó. Đây. Một trong những cái nhà hàng, chuỗi nhà hàng tại điệp đến đập chuồng. Dạ, biết chứ, làm hai bên hai cái cầu và hai tròi.
vui ăn vui chơi nhất đi à, tâm chuồng ăn thật thầm đẹp đi chứ. Rồi, cực kỳ đẹp. Cảnh chiều bên phả Tam Giang. Thưởng thức món ốc của vùng sông nước Đầm Phá. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Xem đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Bà con thăm Huế nhiều hơn. Rồi, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.